Ở tập trước, chúng ta có nói đến việc tác giả cuốn Người bảo vệ trái đất, bà Doris, thông qua quá trình thôi miên về tiền kiếp, tình cờ đã gặp một người tên Phil, và tiền kiếp của anh ấy lại là một người ngoài hành tinh. Thông qua thôi miên, Phil đã giới thiệu cho chúng ta nguyên lý hoạt động của phi thuyền, thậm chí còn nói cho chúng ta biết Atlantis biến mất là vì đâu. Chút nữa đây, Phil sẽ giới thiệu cho chúng ta thế giới người ngoài hành tinh của họ, trong đó bao gồm diện mạo thành phố hay thể chế xã hội của họ như thế nào, và điều quan trọng là nguyên nhân tại sao nhân loại chúng ta đến ngày nay trong vũ trụ tràn đầy sức sống này mà vẫn chưa phát hiện ra người ngoài hành tinh. Đợi chút, các bạn sẽ biết rất nhiều điều vốn không giống như chúng ta tưởng tượng. Vì lần quay về tiền kiếp trước đã tiến hành rất thuận lợi, nên tiềm thức của Phil đã biết rằng trong quá trình quay ngược về tiền kiếp ngoài hành tinh, anh ấy sẽ không bị nguy hiểm gì. Vì thế mà giờ đây, tiềm thức của anh ấy giải phóng càng nhiều thông tin hơn nữa. Khi mà thang máy mở cửa ra một lần nữa, Phil không còn do dự, thậm chí còn nhanh chóng bước ra khỏi thang máy. Ở kiếp này, anh ấy sống ở một thành phố phồn hoa, trên bầu trời đầy những chiếc xe bay bằng năng lượng pha lê. Các kiến trúc tại thành phố này đều là hình trụ và bề ngoài đều là màu bạc. Lý do là những người trên tinh cầu này đều thấy kiến trúc màu bạc vô cùng đẹp. Tất cả mọi người đều dựa vào sự đồng thuận để sinh sống. Họ sẽ dựa vào ý kiến của số đông, cộng thêm việc họ thông qua phương thức thần giao cách cảm để trao đổi. Thế nên trên hành tinh này không có lừa dối, không có đạo đức giả và hoài nghi. Họ không có phân biệt quốc gia bởi vì sự đồng thuận đã ăn sâu vào nội tâm của mỗi người. Vì thế mà không có pháp luật, nhà tù, do đối với họ những thứ này là không cần thiết. Trên tinh cầu này không có tôn giáo nhưng có tín ngưỡng. Thế nhưng tín ngưỡng cũng không phải một từ chính xác, cách nói chính xác hơn phải là thấu hiểu. Mỗi người họ từ khi sinh ra đã hiểu rằng đấng tạo hóa là thực sự tồn tại. Do biết thực sự có một vị vĩ đại như vậy, vì vậy mà kính ngưỡng ông từ tận đáy lòng mình. Họ là một dân tộc vô cùng hiếu học. Trên thực tế thì trong vũ trụ, hầu hết tất cả những người ở tầng tiến hóa cao độ đều rất ham học tập. Đối với họ mà nói, đi học vốn không phải là quy định, mà nó nghiễm nhiên là một việc mà họ rất muốn làm. Chỉ có một số rất ít người do khiếm khuyết cơ thể mà không muốn học. Lúc này họ sẽ xây dựng tổ chức tị nạn cho những người đó để chăm sóc tốt cho họ. Những người trên tinh cầu này cũng thuộc tộc người trong vũ trụ, nhưng do kết cấu và yếu tố bầu khí quyển khác nhau nên họ vẫn sẽ có điểm khác với con người trái đất. Họ không có tóc, tứ chi mảnh khảnh, tỷ lệ phần đầu lớn hơn nhiều so với người trái đất chúng ta. Đây cũng là nguyên nhân tại sao mà năng lực não bộ và trí thông minh của họ hơn chúng ta rất nhiều. Thông thường họ cũng giao tiếp bằng phương thức thần giao cách cảm, nhưng họ dựa vào não bộ để gửi tín hiệu ra ngoài và sử dụng tay để nhận tín hiệu. Da của họ rất nhạy cảm, đặc biệt là da ở vùng tay. Ngoài việc dùng để tiếp nhận thần giao cách cảm, họ cũng có thể nhận thức mọi thứ bằng tay. Điều này khiến cho tôi nhớ đến việc trên trái đất chúng ta cũng có người dùng tay để cảm nhận sự vật. Trong một phạm vi nhất định, những người ngoài hành tinh này cũng có thể dùng tay di chuyển đồ vật trong không trung. Bà Doris nghe đến đây cảm thấy có chút hào hứng, bởi vì điều này khác hoàn toàn so với những gì mà bà ấy tưởng tượng. Vào thời đại năm 1987, suy nghĩ phổ biến của con người đối với người ngoài hành tinh thường là ác độc và họ có kỹ thuật rất cao, có thể xâm chiếm trái đất. Theo như lời mà Phil nói, người ngoài hành tinh không những không xâm lược chúng ta, mà thậm chí họ còn đang sống cuộc sống theo phương thức Utopia, một phương thức sống lý tưởng mà con người sẽ liên kết với thiên nhiên nhiều hơn. Bà Doris bắt đầu đưa ra vấn đề. Cậu vừa nói, các cậu cũng thuộc chủng tộc người trong vũ trụ, vậy thì trong vũ trụ này có sinh mệnh trí tuệ nào khác nữa không? Vũ trụ này đương nhiên là có những thể sinh mệnh khác. Những sinh mệnh trí tuệ này đại khái được phân thành giới năng lượng, giới tinh thần và giới vật chất. Trước tiên, chúng ta giải thích một chút sinh mệnh ở tầng diện giới vật chất. Nói riêng sinh mệnh giới vật chất, vũ trụ này của chúng ta có hơn 10.000 loại, trong đó có một số rất giống với nhân loại, còn có những loại lại hoàn toàn khác với con người. Nói ví dụ, có một chủng tộc sinh mệnh trí tuệ, họ nhìn rất giống với hành tây ở trái đất.
hơn nữa còn có xúc tu giống như bạch tuộc vậy. Sở dĩ chúng tôi biết đến họ là vì chúng tôi thường xuyên có giao dịch thương mại với họ. Trong quá trình giao thương, chúng tôi sẽ dùng phương thức vòng lọc năng lượng để vận chuyển. Vòng lọc năng lượng cũng được gọi là dòng năng lượng. Nó được kết nối với các thiên hà khác nhau. Chúng tôi chỉ cần dẫn năng lượng của pha lê khiến cho phi thuyền chạy qua lại trên những vòng lọc năng lượng này là có thể dựa vào dòng năng lượng vừa nhẹ nhàng hơn, tốc độ rất nhanh xuyên qua không gian giữa các tinh cầu khác nhau. Nói đến đây, bà Doris đưa ra một nghi vấn. Trong vũ trụ này đã có nhiều sinh mệnh như vậy, hơn nữa giữa các cậu còn liên lạc với nhau. Thế thì tại sao người trái đất lại không quan sát thấy được? Ý của tôi là, trong quá trình các cậu hợp tác giao thương và liên lạc, chắc sẽ phải phát ra tín hiệu sóng điện gì chứ? Không sai, chúng tôi có liên lạc, nhưng không phải thông qua sóng vô tuyến để liên lạc, mà là sử dụng năng lượng từ giới tự nhiên, ví như tia gamma, tia vũ trụ. Khoa học gia trên trái đất về bản chất phương hướng đã nhầm đối tượng nghiên cứu, thế nên mới cho rằng thế giới này không có sự tồn tại của người ngoài hành tinh. Nếu như có một ngày họ chịu thay đổi phương hướng, thế thì họ sẽ lập tức phát hiện ra ngay. Trong vũ trụ này, có một phần các tia gamma sẽ không ngừng xuất hiện theo quy luật nhất định. Các khoa học gia sẽ lập tức ý thức được rằng đây chính là đối thoại giữa các sinh mệnh trí tuệ. Đương nhiên, họ có thể đọc hiểu được nội dung hay không lại là một việc khác. Thực ra trong cả quá trình này, bà Doris cũng từng hoài nghi rằng những lời Phil nói rốt cuộc có thực là như vậy. Nhưng bà Doris là chuyên gia thôi miên chuyên nghiệp. Nếu như có người cố ý lừa bà ấy, chắc chắn bà ấy sẽ phát hiện ra rất dễ dàng. Hơn nữa, trong quá trình tường thuật lại sự việc, Phil rất cân nhắc trong cách dùng từ ngữ, hoàn toàn không giống những người thích phóng đại. Và điều cuối cùng cũng là điều quan trọng nhất, đó là mặc dù những việc Phil kể đều là chuyện mà bà Doris chưa từng nghe qua, nhưng thông qua Phil giải thích những việc như kỹ thuật của người ngoài hành tinh, mô thức vận hành xã hội của họ đều có tính hợp lý nhất định. Vì thế bà Doris đối với những gì Phil nói là tin không chút nghi ngờ. Và rồi bà Doris lại hỏi Phil một vấn đề khác nữa. Thế nhưng bà ấy không ngờ rằng vấn đề tiếp theo đây lại đưa bà ấy đến một thế giới kinh ngạc đến nỗi bà ấy hoàn toàn không thể tưởng tượng đến nổi. Cậu có biết sự sống trái đất ra đời như thế nào không? Bà Doris hỏi. Hiện nay chúng ta thường dùng thuyết tiến hóa để giải thích quá trình tiến hóa của sinh mệnh. Thế nhưng vẫn luôn có rất nhiều mắt xích không thể lý giải nổi. Phil hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu giải thích. Muốn giải được đáp án này thì cần bắt đầu nói từ vũ trụ. Vũ trụ này có một sáng thế chủ, ông đã tạo ra mọi vật. Mỗi người trong chúng ta đều có phần của ông trong đó. Tất cả chúng ta hợp lại chính là ông. Là do ông thiết lập nên mọi chi tiết, thế nên có rất nhiều sự việc chỉ có ông mới biết được. Tôi chỉ có thể nói ra phần mà tôi biết thôi. Theo như ghi chép lịch sử vũ trụ, từ rất rất lâu trước đây, trái đất đã sinh ra. Một thời gian sau đó thì bắt đầu xuất hiện sinh mệnh. Nhưng sinh mệnh lúc đó chỉ có thực vật, chưa có động vật. Trên thực tế, mỗi loài động vật trên hành tinh đều được gieo trồng mà nên, đương nhiên cũng bao gồm cả nhân loại con người. Thời gian này sẽ có một nhóm thể siêu vũ trụ trung ương được tổ hợp từ tinh thần và thể xác. Họ sẽ quan sát trái đất một cách sát sao. Thể siêu vũ trụ trung ương này chúng tôi gọi là Havana. Nó là nguồn gốc của vạn vật, mọi thứ đều bắt nguồn từ đây, mãi mãi không ngừng. Đồng thời đây cũng là nơi ở của người thống trị cao nhất vũ trụ. Ông chính là sáng thế chủ mà con người nói đến đó sao? Bà Doris hỏi. Rất xin lỗi, phần này tôi không được phép nói ra. Lúc đó Doris cảm thấy rất kỳ lạ. Đây chẳng phải quay ngược về tiền kiếp sao? Bà ấy mang trong lòng nghi vấn, tiếp tục nghe Phil nói. Trung tâm chỉ huy cao nhất vũ trụ này sẽ phái đi ủy ban vũ trụ được cấu thành từ các tinh cầu khác nhau đến trái đất. Họ sẽ thu thập các mẫu từ trái đất rồi gửi về thể siêu vũ trụ trung ương để tiến hành phân tích. Sau khi phân tích, đến khi họ cho rằng trái đất đã chuẩn bị sẵn sàng, họ sẽ cho phép ủy ban trung ương từ kho DNA trung ương của vũ trụ chiết xuất DNA phù hợp trái đất nhất để sáng tạo ra nhân loại. Đây chính là nguồn gốc một bộ phận nhân loại trên trái đất. Thế nên người trên trái đất không phải do tiến hóa mà thành, mà là do được tạo ra. Đương nhiên điều này không phù hợp với thuyết tiến hóa của các vị. Thời kỳ đầu, trên trái đất có rất nhiều nhân chủng, có một phần là được tạo nên, một phần khác đến từ các chuyến du hành giữa các vì sao.
Trong thời kỳ phồn thịnh, trên trái đất ngoài những chủng người có thể nhìn thấy hiện nay như người da vàng, da đỏ, da trắng, da đen, còn có người da xanh lá, xanh da trời và da tím. Nhưng do những người này sinh ra đã có duy độ tinh thần tương đối cao, nên trong quá trình giao thoa với những chủng người khác họ dần không còn phù hợp nữa. Vậy Ủy ban Vũ trụ này sau khi gieo trồng xong đã rời đi rồi sao? Bà Doris hỏi. Không, thời kỳ ban đầu, Ủy ban Vũ trụ tiếp tục lưu lại trái đất, hiển hiện nhục thân của mình chỉ dẫn cho con người trái đất. Cho nên trong thuần thoại của người trái đất có những mô tả liên quan đến họ, nhưng không phải là tất cả thần đều là người ngoài hành tinh. Có những vị trên trái đất gọi là thần chỉ là người tiếp nhận chỉ dẫn của người ngoài hành tinh để truyền đạt thông tin cho con người lúc đó. Vậy những vị thần nào là người ngoài hành tinh, những vị nào không phải? Doris hỏi tiếp. Rất xin lỗi, điều này tôi cũng không thể nói được. Bà Doris bị từ chối một lần nữa. Bà ấy rất muốn hỏi tại sao lại không thể nói cho tôi, nhưng bà ấy nghĩ rằng chắc vấn đề này cũng sẽ không được trả lời, nên bèn hỏi vấn đề tiếp theo. Cậu nói sinh mệnh trong vũ trụ được chia làm 3 loại, vậy có thể giải thích một chút hai loại sinh mệnh còn lại không? Thực ra, bất kể sinh mệnh trí tuệ tầng diện tinh thần hay tầng diện năng lượng, họ đều từng trải qua duy độ vật chất. Duy độ vật chất chính là cái mà người trái đất gọi là duy độ thứ 3, cũng chính là duy độ hiện tại của trái đất. Trải qua diễn biến thời gian, họ không ngừng nâng cao bản thân, cuối cùng về chỉnh thể đã nâng cấp từ duy độ thứ 3 lên duy độ thứ 4, trở thành tồn tại dưới hình thức năng lượng. Trong thế giới tầng duy độ thứ 4 không có thời gian, nhưng họ cũng có lúc phải chết đi. Chỉ là cái chết biến thành một loại lựa chọn. Trong vũ trụ, những tinh cầu khác nhau sẽ đưa ra những khoa học khác nhau. Chuyển thế của mỗi linh thể đều là vì học tập. Thế nên khi khoa học đã hoàn thành thì có thể lựa chọn rời đi, chuyển sinh sang một tinh cầu khác. Thế nên tự sát cũng không có tác dụng gì, bởi vì né tránh mà không đối diện thì chẳng phải những thứ mà bạn chưa hoàn thành vẫn đang đợi bạn ở kiếp sau. Sinh mệnh thể ở duy độ thứ 4 có những lúc họ cũng cần đến thân thể vật chất, nhưng đại đa số đều liên quan đến việc học tập. Đến lúc này thì thân thể của họ sẽ hiển hiện ra. Điều này rất khớp với những gì người phụ nữ đến từ sao Kim, Omnic Onyx nói. Omnic nói lúc đó, vì để đến trái đất, cô ấy còn phải trải qua quá trình giảm duy độ để cho thân thể của mình hiển hiện ra. Vậy hiện nay trên trái đất có còn những người ngoài hành tinh khác không? Bà Doris hỏi. Đương nhiên có. Sau khi gieo trồng xong, chỉ có khoảng thời gian đặc biệt chúng tôi mới quay lại. Còn người ngoài hành tinh trên trái đất hiện nay có xu hướng ngày càng tăng. Đây là do trái đất hiện nay đang đứng ở thời điểm vô cùng quan trọng. Nếu như có chút quyết định sai lầm, vậy thì hậu quả là khó mà tưởng tượng nổi. Còn chúng tôi giờ đây đến là vì để giúp các vị vượt qua khó khăn này, nhưng chúng tôi tương đối ít thông qua nhục thân hiển hiện công khai. Điều này có liên quan đến bản chất tiên thiên của các vị. Con người thường cảm thấy sợ hãi đối với những điều mình chưa biết. Sự sợ hãi của con người trái đất cũng sẽ lây sang người ngoài hành tinh. Điều này sẽ dẫn đến những cảm giác khó chịu không cần thiết. Vì thế trước khi con người nâng cấp duy độ, trước tiên phải sắp xếp vị trí cho con người ở một góc của vũ trụ. Và hiện nay, vùng cách sinh mệnh trái đất gần nhất chính là ở vị trí sao thiên lang Sirius. Do nguyên nhân vừa đề cập đến, cho nên hiện nay người ngoài hành tinh thường là linh hồn đến từ các vì sao theo phương thức linh hồn chuyển thế đến trái đất, giống như phiêu vậy. Mục đích duy nhất của họ là vì để giúp đỡ cho con người trái đất đưa ra quyết định đúng đắn. Cậu nói phiêu là linh hồn đến từ các vì sao vừa đến trái đất, nhưng chẳng phải phiêu đã từng sống trên trái đất sao? Bà Doris hỏi. Không, đây là lần đầu tiên phiêu đến trái đất. Cái gì? Làm sao có thể như vậy được? Chẳng phải chúng ta đã từng thôi miên qua? Cậu từng sống ở Đức Thế chiến 2, đã từng gặp Hitler và cũng cho rằng hắn là một cái điên, không phải sao? Bà Doris có chút kích động hỏi Phil. Bởi vì những lời Phil nói lúc đó, bà ấy hoàn toàn nghe không hiểu. Cái đó đích thực là ký ức tiền kiếp. Thực sự đã từng có người như vậy sống trong thời kỳ đó. Nhưng khi nhục thân của anh ấy chết đi, những gì anh ấy đã trải qua trong kiếp đó, bao gồm mọi cảm xúc đều được thu lưu lại tại thư viện vũ trụ Akashic. Akashic giống như một cái kho dữ liệu của vũ trụ, lưu giữ toàn bộ trải nghiệm của mọi linh thể trong vũ trụ này. Do trái đất là một nơi vô cùng đặc biệt,
Nếu như không có trải nghiệm cuộc sống trên trái đất thì Phil rất khó để hoàn thành sứ mệnh của mình. Nghe nói đến đây, bà Doris đột nhiên hiểu ra, bởi vì hiện nay có rất nhiều học giả, họ không tin có linh hồn, càng không tin có luân hồi chuyển thế. Những người không tin này thường đưa ra lý luận rằng nếu như luân hồi chuyển sinh là có thật, vậy thì tại sao cứ luôn có người đồng thời đứng ra nói rằng bản thân mình đời trước là Napoleon chứ? Hóa ra chỉ là do những người này lấy cùng một hồ sơ Akashic mà thôi. Phil tiếp tục nói, những linh hồn đến từ các vì sao này trước khi chuyển thế sẽ đến thư viện vũ trụ Akashic lấy tư liệu, ghi dữ liệu trong linh hồn của mình. Những tư liệu được ghi nhớ này sẽ hình thành một ký ức rồi trở thành trải nghiệm tiền kiếp của họ, giúp cho những linh hồn từ các vì sao này thích nghi với cuộc sống trái đất. Đến khi mà thời cơ chín muồi, họ sẽ được kích hoạt để thực hiện nhiệm vụ của mình. Thế nên hiện nay trên trái đất có rất nhiều linh hồn đến từ các vì sao. Họ rất có khả năng ở ngay chính bên cạnh bạn, chỉ là bạn không biết mà thôi. Lúc đó, bà Doris bắt đầu cảm nhận được rằng thực ra khoảng cách giữa chúng ta với người ngoài hành tinh không xa như chúng ta nghĩ. Bà ấy hỏi, vậy lúc nãy cậu nói vẫn còn người ở tầng diện tinh thần và tầng diện năng lượng, họ cũng đến trái đất chứ? Đúng vậy. Thực ra khi mà chúng ta đang nói chuyện đây, họ cũng đang ở trong căn phòng này. Trời ạ, nói đến đây, bà Doris thấy như nhịp tim của mình bị rớt đi nửa nhịp. Hóa ra mỗi lần bà ấy tiến hành thôi miên cho Phil, lúc nào cũng thấy có cảm giác đang có ai đó đang quan sát mình. Hóa ra thực sự luôn có người đang nhìn họ. Đến khi mà bà ấy ý thức được mọi điều này, Doris đột nhiên ngộ ra rằng bà ấy phát hiện bấy lâu nay bà ấy không phải đang tiến hành thôi miên ngược về tiền kiếp cho Phil, mà là thông linh, giao tiếp linh hồn. Ở tập tiếp theo, Phil sẽ cởi mở hơn nữa giải thích cho chúng ta việc rốt cuộc người ngoài hành tinh đóng vai trò gì trên trái đất, và rồi căn cứ của họ nằm ở đâu, thế giới ngầm trong lòng đất có thực sự tồn tại, khủng long rốt cuộc vì sao lại diệt vong. Điều quan trọng nhất là, theo cách nói của Phil, Atlantis năm xưa vốn không hoàn toàn biến mất, mà hiện nay họ còn bắt đầu tiếp xúc với chúng ta thường xuyên hơn. Cảm ơn bạn đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo, Người bảo vệ trái đất phần 3 nhé. Video của mình chia sẻ đến đây thôi. Cảm ơn bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu bạn cũng thích khám phá những hành trình bí ẩn như mình, mời bạn hãy subscribe và ấn chuông ngay để nhận được thông báo đầu tiên khi có video mới nhé. See ya!